Hôm nay mình sẽ xin được hướng dẫn các bạn cách viết nét sổ kim và nét sổ gọn nhé. Chúng ta sẽ hiểu nôm na như sau: sổ kim là một nét sổ dài, còn sổ gọn chúng ta sẽ sử dụng nó trong trường hợp làm nét sổ ngắn. Vì nét chấm ngắn phải là một nét khá là cơ bản và rất là quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng nó làm điểm đầu nét hoặc là đuôi nét của tất cả những cái nét lớn, ví dụ như nét ngang hay nét sổ. Đó. Và chúng ta hãy cùng xem qua đặc điểm nét của hai nét sổ này nhé. Đầu tiên chúng ta cần hiểu thanh đậm nghĩa là gì. Thanh đậm tức là cái đặc điểm của nét. Chúng ta sẽ nhấn ở phần trên, tức là điểm khởi bút ạ. Chúng ta sẽ viết một nét chấm và đuôi của chúng ta nó sẽ vút nhọn xuống với nét sổ kim này. Tại sao gọi là sổ kim? Vì là đuôi của nó nhọn giống như cây kim. Đấy, tức là nó được viết dài xuống, xuống phần đuôi nét chúng ta sẽ giảm được bút. Tiếp theo chúng ta học về nét sổ gọn. Sổ gọn của chúng ta thì chúng ta sẽ viết, đó là nhấn ở phần trên và chúng ta kéo xuống phần đuôi nét thì đuôi của nó sẽ tù lại chứ nó không nhọn lại nữa. Chúng ta sẽ chia nét chấm ra làm hai phần. Phần bên trên là nét chấm, phần ở dưới cũng là một nét chấm. Chúng ta sẽ chia ra và chúng ta sẽ lấy đầu của nét chấm bên trên và đuôi của nét chấm phía dưới, đúng không ạ? Đó, và chúng ta hãy cùng quan sát ở đây cách viết cái nét sổ gọn như thế nào. Đầu tiên chúng ta viết một nét chấm và chúng ta cắt nét từ trên xuống dưới. Chúng ta kéo từ trên xuống dưới nhá, và phần thân nét các bạn sẽ giảm được bút cho mình để tạo ra nét thanh nhá. Đó. Bí quyết thanh đậm ở đây tức là các bạn phải nắm được đặc điểm của nét và cách vận bút, hành bút ra làm sao để chúng ta kiểm soát được cái lực tay để tạo ra thanh đậm. Ví dụ như nét chấm mà chúng ta cần nhấn ở phần trên chúng ta sẽ tạo ra nét đậm, và phần ở dưới đuôi chúng ta muốn viết nét sổ kim thì chúng ta sẽ giảm lực bút vuốt nhọn xuống. Còn với nét sổ gọn thì chúng ta sẽ viết sao? Chúng ta sẽ nhấn mạnh ở phần đuôi và rồi sau đó chúng ta sẽ nhả từ từ. Chúng ta có thể là nhấn nhẹ ở phần đuôi và chúng ta giữ lại bút ở đấy tầm khoảng 1 giây để cho mực nó rớt xuống, nó làm để nó làm đậm phần đuôi ạ. Và bây giờ thì mình sẽ thử ghép chữ như sau.